Hello, chào các bác trở lại với kênh của Google Miro. Tiếp theo hôm nay lên sóng để xét vang số và chia sẻ cho bác một số cái vấn đề ở cái con vang số X12 bãi xịn. Con này là mua mới của một bác khách ở Hải Dương, anh Quyền ở Hải Dương. Con vang số này bác mua ở Bắc Giang thì phải 7 triệu. Nhưng bây giờ nó dùng mấy năm rồi. Nhưng mà bác đi cài khắp nơi nó không ưng. Thì con vang này là gửi về sau khi bác liên hệ với em thì em và em không nhận cài lấy tiền mà chỉ cài hỗ trợ miễn phí thôi. Đấy, cài online nó chỉ đạt 7-8% nếu các bác chụp kỹ loa, mic và không gian. Đấy, thì tiện đây em sẽ chia sẻ các bác gần như này khẳng định lại các bác một lần nữa. Cài online là một hình thức lấy tiền là một hình thức lừa đảo. Nó không chuẩn được nếu các bác không có đủ kinh nghiệm về loa, về mic và cái tai nghe. Thì cài online là một hình thức lấy tiền lừa đảo, nó chỉ hỗ trợ được phần nào mang tính chất là vận hành thôi. Thì ngay bây giờ đây thì em sẽ cho các bác nghe thử một cái cấu hình của một người anh cả. Đấy, cái này chỉ là học hỏi đâu nhé, về vang số các bác nào mà thích học hỏi thì liên hệ với em sẽ chia sẻ hết. Thì cái này karaoke là gọi là giải trí mà, nên là khi các bác mà luôn luôn là mọi người đang tìm những cái hướng mà nó tốt nhất hay nhất. Đấy, con này là vang X12 EK580. EK580 chính là đời giải mã đầu tiên PCM ấy. Đấy. Đây là em cài theo loa của bác đấy. Loa này là mỗi dòng loa là một khác nhau nhé. Thì khi bác hát karaoke okay thì cái loa cực kỳ quan trọng. Loa vẫn là số 1. Đấy. Phần hát thì mic là số 1. Nhưng phần loa là phần nghe nhạc ấy. Đấy, nhưng mà hai cái đấy cũng quan trọng không kém gì nhau. Ở khi mà loa nó thừa giải chung mà bác hát ở trong không gian nhỏ ấy, mà các bác không hiểu về đặc tính của loa thì nó sẽ oai, nó nhiều lời và hát nó dội rất là khó chịu. Dội dội mà dội giải bass thì nó khó chịu rồi, nhưng mà dội giải chung thì còn khó chịu hơn nữa, nó ẳng ẳng, nó oang oang, rất là khó chịu. Đấy. Em đã cài rồi, con này em đã cài cho bác là mic thì em biết rồi này. Mic thì bác em mua cái côn mic của em để thay vào rồi. Đấy, còn cái không gian này bác đã chụp rất là kỹ, em yêu cầu là chụp kỹ thì em mới cài hỗ trợ được. Thì các bác nghe thử một cái cấu hình đây là bác này cài, bác trước cài là tận 9 chế độ, 8 chế độ. Đấy, đây chế độ 8 chế độ. Chế độ 8 là ít vang nhại, chế độ 7 là sân vườn, chế độ 6 là thừa bass thiếu chép. Chế độ 5 là eco. Đây, em sẽ thử test nhé, bác để chế độ 5 eco đây. Đấy, chế độ 5 em sẽ bật chế độ 5 cho bác nha. Thì bác nghe thử, tức là cài online nó chỉ đạt được phần nào thôi. Và nếu các bác cài tốt thì bắt buộc các bác phải có đủ trình rất là cao về về khả năng thẩm âm và khả năng kinh nghiệm nghe được nhiều đài loa và tìm hiểu các thông số loa chính hãng thì lúc ấy mới cài được. Chẳng hạn như nếu các bác để ý những dòng loa X12i của dòng B3 ấy, nó lợi chung nhưng không hẳn lợi chung, mà ở cái không gian lớn thì rất là ok, nhưng ở những cái không gian mà hẹp mà cứ để nguyên đáp tiếng phẳng thì nó sẽ bị oang ở giải chung. Oang ở giải chung thì nó chọc vào tai, hát lên nó rối không nghe được. Đấy, trừ trường hợp trong nhà đình bác có tiêu âm, cái đấy là nó liên quan đến kinh nghiệm xử lý, khả năng thẩm âm và khả năng phối ghép và trình độ của các bác thợ. Đấy, em bật chế độ 5 nhé, của người cài của bác cài rất, đây là một người anh cả cả đấy. Cái này là sẽ giao đi học hỏi các bác mà thích sưu tầm và cài vang số để phân tích những cái tình huống cụ thể. Đấy, em sẽ đưa ra một cái bài toán mà nếu như sau này em sẽ làm một clip riêng, nếu như mà không gian nhỏ mà chơi loa to mà nó bị oang ở giải chung thì các bác sẽ hạ hạ ở phần mic hay hạ ở phần nhạc. Đấy, tức là phần music ấy. Đấy, đây là một bài toán hóc búa đấy. Đòi hỏi kinh nghiệm, cái này đòi hỏi kinh nghiệm các bạn, không 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 phải trình đâu. Và đến lúc đấy này, khi đi làm những trường hợp đấy các bác sẽ phải tai nghe rất là thính để đoán là nó nằm ở khoảng giải nào, nếu không nếu bác ngồi rà cả ngày cũng không hết, alo alo suốt ngày luôn. Đấy, em sẽ bật các bác nghe thử một tiếng chế độ 5 của một anh cả cái trước loạt này, năm này. Đấy, chế độ 5 là chế độ eco. Eco
Em cài 1, 2, 3, 4. Cài lại cho bác ấy là chế độ 1, 2, 3, 4. Chỉ 4 chế độ thôi, không cần cài nhiều. Và input 2. Đấy. Không cần cắt nhiều. Đây là những người cắt trước. Thì cắt cái này các bác để ý là phải có căn cứ nhé. Tại sao lại nâng lên ba, tại sao lại hạ xuống, thì phải dựa vào loa và mic chứ không thể căn theo mang tính chất cảm tính được, phải giải thích được bằng kỹ thuật, vì đây là kỹ thuật chứ không phải là như kiểu là vẽ voi vẽ vượn như kiểu họa sĩ được, mà phải có căn cứ, ít ra nó cũng phải giải thích được tương đối sâu về kỹ thuật thì chúng ta mới nâng hạ được. Đấy, các bác nghe thử nha, em sẽ nghiêng bóng dài đèn soi bước chân dìu em qua thì chân theo những ngày đánh trận đưa nhau về đây chân quen đã sỏi nên ngại đến tôi xa lầy vùng má hoái yêu trai tôi lính trần ngược xuôi đó đây ta vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố này 2 năm biển xa bạn bè ai biết cho mình chân chân dáng ấp sự tình. Đấy, đây là chế độ echo của người cài trước. Nhưng trong quá trình cài này em nghĩ là bác ấy không 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 biết về loa, không biết về loa nên mình sẽ cài như thế này. Thì trong quá trình cắt chúng ta phải dựa vào loa. Tất cả cắt mic cũng phải dựa vào loa. Đấy, dựa vào loa để chúng ta tăng giảm nó phù hợp, loa vẫn là số 1. Và đây nha, em đang kết nối máy tính và em đã chuyển chế độ sang, em đã cài chế độ Eco đấy, thì đây chế độ 5 của bác đây này, của người cài trước này. Chế độ 6 là thử bát tiêu chép, chế độ 7 là sân vườn, chế độ 1 là của em cài. Em chỉ cài 4 chế độ, 1, 2, 3, 4. 1 là Eco ngắn, 2 là Eco dài, 3 là Reverb, 4 là nghe nhạc. Trong quá trình cài này không nhà nào giống nhà nào cả, phải dựa vào đặc tính của loa và đặc tính của không gian thì chúng ta mới ước chừng được. Nhưng riêng cái giải không gian này các bác cũng chỉ ước chừng bằng kinh nghiệm của các bác thôi. Cài giỏi bằng mấy cũng chỉ là online, cũng chỉ là ước chừng, nên online vẫn gọi là một hình thức lừa đảo, lấy tiền là hình thức lừa đảo. Đấy, em sẽ bật chế độ màu hát. Riêng riêng chuyển chế độ thì riêng dòng X ấy, nó không thay đổi volume, nó vẫn để nguyên. Đấy, vấn đề nguyên, các bác nghe lại luôn cái đoạn bài hát vừa rồi nhé, để các bác so sánh hai chế độ echo. Dìu em qua thì chân theo những ngày đánh trận đưa nhau về đây chân quen đã sỏi nên ngại đêm tôi xa lầy cùng má hoái yêu trai tôi nín trần ngược xuôi đó đây ta vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố này 2 năm miền xa thương yêu khắc khoải bạn bè ai biết cho mình trần gian sự tình. Đấy, các bác nghe cảm nhận và so sánh nhé. Đây là hai chế độ dành cho hai người cài khác nhau. Một là em cài cho bác đấy, em sẽ căn theo loa và căn theo mic. Nhưng chủ yếu là khi hát là căn theo loa với cái giải không gian, nó cộng hưởng rất là nhiều.
mic vẫn là cái ăn theo. Mic nếu mà nó không đủ dài thì căn rất là khó, còn nó đủ dài rồi thì chỉ việc là nâng hạ theo cái dài của loa thôi, rất là hợp lý. Và hát nên làm sao không ồn ào, quay lại video nó rõ nét. Đấy, đó là đỉnh cao của karaoke. Đấy, các bác xem video thì hay thì like bài và đăng ký kênh cho em nhé. Cái cấu hình này, tất cả cấu hình em sẽ chia sẻ cho các bác, nếu các bác có nhu cầu. Chỉ là tham khảo thôi, còn những cái cấu hình chuẩn thì các bác cố gắng là chụp cái không gian. Các bác mua vang của em ấy, nhớ chụp cái kỹ không gian, chụp vị trí đặt loa, loại loa và tháo cái côn ra. Đấy, tháo cái côn ra để nhìn cái lõi côn mic, thì khi đó em sẽ cài, hỗ trợ các bác cài là tương đối sát. Tuyệt đối thì không có đâu, online cài tuyệt đối thì không có. Đến tận nhà có khi là nhớ lúc cài tận nhà đi dọc đường mình vẫn ngồi nghĩ lại và cảm giác nó thiếu cái gì. Tức là mình vẫn chưa nghĩ ra cái giải đấy nó bị thừa cái gì, thiếu cái gì, vẫn phải quay lại. Đấy, các bác nào ở đây có nhiều, có một số bác đã từng mua vang số của em lên tận nhà cài rồi nhưng mà dọc đường em vẫn quay lại, vì trong quá trình cài em đi dọc đường em ngồi nghĩ lại và bị thiếu cái gì em đã quay lại để hỗ trợ các bác. Đấy, vang số là một sự khác biệt đấy, nó tạo được một cái khác biệt so với vang cơ, có thể chỉnh hát hay được như ca sĩ. Nếu các bác ngồi tại nhà em hoặc ngồi tại nhà các bác, em chỉnh cho một người hát có thể chỉnh được hay như ca sĩ. Đấy, nhưng cài gia đình thì nó khác hơn, cài cho nhiều người hát thì cài sẽ phải khác hơn cho check cài như một người hát. Đấy, các bác xem video thì like và đăng ký kênh cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.